Xin chào quý khán giả các bạn, xin được quay trở lại với phần review những cái ván đấu hay nhất của SEA Games 32, nơi mà đội tuyển quốc gia của chúng ta tranh đoạt vinh quang với các kỳ thủ nước bạn. Và với nội dung cờ tiêu chuẩn thì như các bạn đã biết, Việt Nam đã thành công rực rỡ với chiếc huy chương vàng của Lại Luynh và huy chương đồng của danh thủ Nguyễn Thành Bảo. Bước vào cái nội dung cờ nhanh này, như các bạn đã biết thì có rất nhiều lùm xùm về cái danh sách của Nguyễn Quang Nhật và Đặng Cửu Tùng Lân tham gia SEA Games, nhận được cái sự phản hồi vừa hai luồng từ đông đảo quý vị khán giả và các bạn. Và rõ ràng là Nguyễn Quang Nhật và Đặng Cửu Tùng Lân gặp rất nhiều sức ép trước khi bước vào nội dung này, và họ cũng rất muốn có thể giành được huy chương vàng. Thứ nhất là đem lại vinh quang và dành cho Tổ quốc, thứ hai là khẳng định được trình độ thực lực của mình, xứng đáng là những kỳ thủ đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu này. Vâng, và tôi xin mời với các bạn đến với vòng đấu thứ 3. Ở vòng đấu thứ 2 thì Việt Nam đã hòa Malaysia với tỷ số là 2 đều. Chiến thắng của Nguyễn Quang Nhật và trận thua của Đặng Cửu Tùng Lân trước đối thủ của mình. Một trận thua rất là đáng tiếc, khiến cho là chúng ta trong trận đấu gặp Philippines này buộc phải giành chiến thắng tuyệt đối để có thể so kè về điểm số, cũng như là so kè về hệ số với các đối thủ còn lại. Ở trận đấu đầu tiên này thì Nhật đi hậu, thưa các bạn. Có hai bình nam đến từ Hồng Gia Xuyên. Đây là một tên tuổi cũng rất là quen thuộc với các giải đấu Đông Nam Á. Thuận pháo. Và binh 7 tấn 1. Thuận pháo chậm ra xe đến từ Nguyễn Quang Nhật. Xe 9 tấn 1. Ở trong trường hợp này các bạn nhé, thông thường là đối phương sẽ đi binh 7 tấn 1 này. Binh 7 tấn 1 này. Rồi bên hậu đi pháo 2 tấn 4, mã 7 tấn 8. Đấy, đại loại cái thế trận thuận pháo chậm ra xe nó có một biến như này. Nhưng mà trong cái ván đấu này thì Hồng Gia Xuyên đã chọn phương án xe 9 tấn 1. Mở pháo, tăng bộ hổ, xe 9 bình 6. Và thọc xe lên với ý đồ tấn công vào con mã yếu là con mã 3 trong bàn cờ của kỳ thủ Nguyễn Quang Nhật. Lao ngựa lên ngay, an. Và vòng ngựa về cung, ý đồ là sẽ chơi xong mã hổ Vinh Hoa. Ở trong trường hợp này nếu mà pháo 5 tuần 4 là không ổn đâu các bạn nhé. Pháo 5 tuần 4 là sẽ bị lao mã lên bắt đôi, bắt xe bắt pháo, xe chạy ngang ăn pháo. Ví dụ trong trường hợp này, nếu như pháo 5 tuần 4 này bị ăn như này này, buộc phải chạy ngang chạy dòng mất pháo đúng không ạ? Đấy, ăn vào đây sẽ rất là thụ động, rất là thụ động này cho bên đó. Cho nên cái biến này là không vật được đâu. Vòng về cung, xe 2 tấn 4, nước cờ hợp lý. Mã 5 tấn 7. Và pháo 8 tấn 4. Ý đồ rất rõ ràng, tấn công vào tốt đầu của Nguyễn Quang Nhật. Ở trong hình cờ này các bạn thấy là hình cờ này là hình cờ khó khăn với Nhật ấy nhá. Đối phương là có hai con xe cực kỳ thoáng và con pháo đang chuẩn bị tấn công vào tốt đầu. Hai cánh ngựa thì tạm thời chưa phát triển, nhưng mà chỉ chút xíu nữa thôi là họ hoàn toàn có thể đục binh lên để khởi ngựa. Đến đây phải xử lý chung cuộc cực kỳ khéo léo. Quang Nhật đã đi pháo 5 thoái 1. Đây là tôi nghĩ là một cái biến mà anh ta đã nghiên cứu kỹ. Binh 7 tấn 1 mở đường ngựa. Vòng ngựa về cung. Biến này là biến tôi hay có một câu nói rất là vui từ trước khi gặp Nhật, là mới cứng từ Nhật. Và cuối cùng và hôm nay thì anh Nguyễn Quang Nhật đã cho một cái nước cờ cũng là mới cứng của Nhật. Ở cái nước cờ này thì tương đối lạ đối với tôi. Chạy xe, lao ngựa bắt xe, giật về bắt. Binh 5 tấn 1 ở nước cờ tiếp tục bắt xe đến từ Quang Nhật. Không thể ăn xe vào được, buộc phải chạy xe và tiếp tục binh 5 tấn 1. Trong trường hợp pháo 5 tấn 2 là tương đối lỏng cây, thưa các bạn. Chuyển xe bắt ngựa, ăn xuống. Và binh 7 tấn 1 tràn tốt sang sông. Cái nước cờ này tôi đánh giá là nước cờ cũng tương đối ổn của Hồng Nga Xuyên. Nếu như Nhật không khéo léo xử lý thì cái con tốt 7 này sẽ sang sông, nó đi một vài nước nữa là nó sẽ gây rất nhiều khó khăn cho phòng tuyến của chúng ta. Chuyển pháo 1 bình 3 bắt ngựa. Ở trong trường hợp này thì anh Hồng Gia Xuyên này cũng bắt trước Nhật, anh ấy vòng ngựa với cung. Nhưng tôi nghĩ là đi mã 7 thái 9 thì sẽ là chuẩn hơn. Mã 7 thái 9, ăn tượng lên. Binh 5 tấn 1, mã 3 tấn 5. Phế cây trước các bạn nhé. Trong trường hợp nếu nhiều người hỏi
Nếu như vào 5 tuần 4 thì mình sẽ hơn cây, chính xác là hơn cây, nhưng mà con mã ở làm ở lộ tượng này sẽ là rất là nguy hiểm. Chỉ 4 tuần 5 để mở mặt xe mặt tướng đấy. Giật pháo về, tại sao giật pháo về? Để tránh cái nước cờ pháo 8 bình 5 đến từ bên đỏ. Nếu pháo 8 bình 5 thì pháo 3 bình 5 phản nhập trung pháo sẽ là chơi rất ổn để cho Nhật. Xuất tướng treo tượng giữ sĩ. Vì luôn luôn là các bạn đừng nghĩ là con mã này giữ sĩ đáy đâu, chỉ cần pháo 8 bình 5 thôi là mình con mã này mình sẽ dẫn đến là điểm yếu rất lớn và có thể thua ngay. Giật xe về bắt pháo. Pháo 5 thấy 1 và chuyển xe sang. Đây là hình cờ mặc dù là bên đen hơn cây nhưng mà các bạn thấy tượng méo này, xe chín chưa ra này, con mã này không đẹp và chuẩn bị tốt họ sang sông. Pháo luôn luôn đe dọa đóng vào đầu để chiếu tướng bắt xe. Đây là hình cờ tôi nghĩ là không hề hay dành cho bên xanh đâu nhé. Không hề hay dành cho bên xanh. Do vậy mà đi mã 7 phải 9 là tương đối ổn. Và ở trong hình cờ này thì đối phương đã chọn phương án mã 7 phải 5. Bắt tàu lép nhẹ rồi. Binh 5 tuần 1. Vật chiếu. Con pháo rất khỏe, vật tới con mã yếu. Voi 7 tuần 5. Đương nhiên là không nên đi voi 3. Bởi đi voi 7 để có thể xe luôn luôn giữ được con sĩ 6 này thưa các bạn. Trong trường hợp đối phương đi xe 2 bình 4 tấn công vào sĩ thì chúng ta đã có sự chuẩn bị trước rồi. Binh 7 tấn 1 bắt pháo. Và thoái ngựa và bắt xe. Cái nước cờ này nếu mà chúng ta chạy pháo là không hay đâu. Chạy pháo là có khi còn kém phần lại. Chuyển xe 4 bình 2. Và binh 5 tấn 1. Nước cờ khá hay đến từ Nhật. Ở đây là nước cờ mà ăn bất kể có tượng nào lên thì đều bị la mã chiếu hai đầu đều cục ngay. Đây là điểm yếu của con mã biên bên phía bên đỏ. Và hình cờ này thì đối phương đã rất là khó khăn rồi. Anh ta sau một suy nghĩ đã chọn phương án là mã 3 tấn 5 và ngay lập tức bình 5 tấn 1 ăn hơn cây. Ăn sĩ 6 tấn 5. Vật pháo xuống tượng. Đến đây nhìn cái hình cờ này thì có thể thấy là bên đỏ thì đang kém một cây. Và vỡ một tượng và suy nghĩ một lúc, kỳ thủ Hồng Gia Xuyên của Philippines buông cờ. Ở trận đấu còn lại thì danh thủ Đặng Cửu Tùng Lân cũng kịp thời vượt qua được kỳ thủ Philippines. Và chúng ta đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng cùng với Malaysia. Ở vòng đấu thứ tư, cái vòng đấu mà đánh với đội tuyển Campuchia ấy, thì chúng ta đã được quay phát như các bạn đã biết. Thì Nhật đã có một trận đấu rất hay trước kỳ thủ Khâu Lượng, anh Heng Chan Nam đến từ Campuchia. Tuy nhiên ở bàn đấu còn lại thì rất bất ngờ khi Đặng Cửu Tùng Lân thất thủ trước lão tướng Triệu Quốc Vinh. À xin lỗi các bạn, Triệu Như Quyền. Triệu Như Quyền một kỳ thủ, một vua cờ Hồng Kông. Và năm nay Nhật tịch cho Malaysia và chúng ta bước vào vòng đấu thứ 5 với một điểm kém hơn Malaysia. Và họ chỉ cần thắng được Campuchia với bất kỳ tỷ số nào thì Việt Nam của chúng ta sẽ chia tay với ngôi vô địch thưa các bạn. Và đến vòng đấu thứ 5, Đặng Cửu Tùng Lân sẽ đối đầu với cả Hoàng Tuấn Dương đến từ Singapore. Ở cái vòng đấu này thì Nhật phải đi hậu trước kỳ thủ cũng rất mạnh đến từ Singapore, đó là Lưu Ức Hào. Và anh gặp khó khăn ngay từ đầu và lép. Và trong cái diễn biến của trận đấu Khâu Lượng thì đã nhanh chóng thua trước kỳ thủ Malaysia Thẩm Nghị Hào. Thua Trần Hào Phát. Và nếu như Hoàng Tuấn Dương đi tiên mà giành thắng lợi hoặc là hòa trước lão tướng Triệu Như Quyền thì mọi nỗ lực của chúng ta đều rơi vào vô vọng và chúng ta sẽ chỉ được đoạt huy chương bạc thôi. Và đến thời điểm này thì máy quay chuyển sang bàn của kỳ thủ Campuchia, Triệu Như Quyền đi hậu gặp Hoàng Tuấn Dương. Và rất vui khi đến những giờ khắc cuối cùng, danh thủ Triệu Như Quyền đã phế ngựa và giành chiến thắng trước Hoàng Tuấn Dương, không phải là Hoàng Tuấn Dương mà chiến thắng trước kỳ thủ rất là mạnh của Malaysia, đó là Dương Thiên Nhậm, một kỳ thủ cực kỳ mạnh của Malaysia. Và cái tỷ số lúc đó giữa Malaysia và Campuchia là 1-1 và chỉ có một khe hẹp tiếp theo dành cho Việt Nam nếu muốn giành thắng lợi khi mà Nhật đá hòa, đó là chiến thắng của danh thủ Đặng Cửu Tùng Lân trước Hoàng Tuấn Dương. Và chúng ta sẽ xem là
Sau khi ở giải đấu này thì Lân đã bị ốm trước khi đi thi đấu, và các bạn nhìn kỹ cái ảnh của tôi đưa lên nhé. Các bạn nhìn kỹ cái ảnh của tôi đưa lên, các bạn sẽ thấy nhìn rằng sau một khán giả bình luận khi mà nhìn thấy cái ảnh này, đó là rớt nước mắt khi mà nhìn thấy cái lưng của danh thủ đẳng cửu Tùng Lân. Các bạn thấy là xương sườn đằng sau gồ ra, anh quá gầy và quá ốm ở trong giải đấu này. Và như các bạn đã biết thì ở giải đấu này theo danh sách đăng ký từ trước đấy vài tháng là không thể thay đổi lại kỳ thủ. Đó chính là lý do mà đằng cửu Tùng Lân phải gượng ốm để đi thi đấu. Và như các bạn đã biết thì do là sức khỏe không tốt cho nên anh đã thua liền 2 trận trước lão tướng Campuchia và kỳ thủ đến từ Malaysia. Rõ ràng tất cả mọi thứ đều đang chống lại đội tuyển Việt Nam và chống lại đặng cửu Tùng Lân, đặc biệt là vấn đề sức khỏe và tâm lý. Và chúng ta hãy xem danh thủ đặng cửu Tùng Lân làm thế nào để có thể đầy đủ bản lĩnh vượt qua trận đấu này. Anh Lân là nhà vô địch của Việt Nam năm 2020 và là một kỳ thủ chủ chốt của Bình Phước. Anh thường xuyên giành các giải đấu quốc gia và anh có mặt tại đội tuyển quốc gia của chúng ta nhờ ngôi hạng huy chương đồng của giải đấu thủ mạnh năm 2022. Còn Nguyễn Quang Nhật được cất nhắc đội tuyển vì hai lý do: một là anh đạt huy chương đồng của A1 cờ tiêu chuẩn năm 2022 và huy chương đồng của cá nhân của một giải đấu rất khó khăn, đó là đài Đại hội Thể dục Thể thao vào cuối năm 2022. Nhân tiện đây thì tôi chia sẻ các bạn là lý do tại sao đặng cửu Tùng Lân và Nguyễn Quang Nhật được chọn vào tuyển. Cái này là nó nằm trong cái tiêu chuẩn được lựa chọn vào đội tuyển. Mình xin nói rõ lại để các bạn rộng đường dư luận. Và chúng ta bước vào trận đấu này khó khăn đang đến với đặng cửu Tùng Lân, phải thắng. Điều kiện cần, Campuchia không thua đã có, và điều kiện đủ thì Việt Nam phải giành được điểm cho trận đấu này, và Nguyễn Quang Nhật đã hòa, đặng cửu Tùng Lân phải thắng. Và chúng ta hãy xem anh đi nước cờ nào. Binh 7 tấn 1, đối binh cuộc, pháo 8 binh 6, một cái nước cờ có vẻ rất là hòa hoãn đến từ đặng cửu Tùng Lân. Xe 1 tấn 1 ý đồ xe 1 bình 4, mã 8 tấn 7, chuyển đè pháo lên sĩ 6 tấn 5, lên mã xe 9 bình 8 và mã 2 tấn 1. Ngay sau khi nhận thấy đối phương đi mã 2 tấn 1, đặng cửu Tùng Lân đã lập tức chuyển chèo sang cải lương, biến chỉ thành trả, pháo 2 bình 5. Vì khi mà có mã biên nó nhảy lên biên thì cái con bảo vệ tốt đầu của nó sẽ yếu các bạn ạ. Và đó là lý do mà đặng cửu Tùng Lân đóng pháo vào 5 ngay. Chứ mà nước trước mà nhảy mã trong nhé các bạn nhé, không đi xe 908 trước, nhảy mã trong là hình cờ đối phương rất khỏe, không dễ ăn đâu. Xe 908 và xe 1 tấn 1, ý đồ đó là gì? Hoành sang lộ 4, tấn công vào trung lộ của đối phương, thọc xe lên đè vào cánh ngựa, cứ xe 1 bình 4, sĩ 4 tấn 5, xe 4 tấn 5, pháo 2 bình 4, nhận thấy con pháo 6 tai sĩ của anh đặng cửu Tùng Lân rất là khỏe. Và Hoàng Tuấn Dương đã đi pháo 2 bình 4, đầu cây. An, hình cờ đối phương rất chắc chắn phải không ạ? Và không còn đường nào khác, đó là con đường trung lộ đâm máu, binh 5 tấn 1 dành cho đặng cửu Tùng Lân. Một nước cờ cầu thắng của anh. Đây là một dấu ấn chiến thuật của đặng cửu Tùng Lân. Nếu như trận đấu này mà Nhật và thắng rồi thì đặng cửu Tùng Lân hoàn toàn có thể đi biến khác để có thể nhanh chóng hòa cuộc hoặc là ưu thế nhẹ. Tuy nhiên anh không có đường lùi nữa, buộc phải binh 5 tấn 1 rồi. Trong trận chiến có 4 ván đấu thì đã thua 2 rồi, chỉ còn một con đường cuối cùng, đó là giành chiến thắng ván đấu thứ 5 mà thôi, ván đấu cuối cùng của nội dung cờ nhảy. Đến đây thì nếu như bên xanh đi tượng 7 tấn 5 là tương đối bình ổn các bạn ạ. Tuy nhiên là đây là nước cờ yếu đến từ Hoàng Tuấn Dương. Anh ta nhận thấy là có thể tấn công vào con ngựa 3 của đặng cửu Tùng Lân và đi phương án xe 8 tấn 6. Mã 3 tấn 5 ăn và chuyển xe bắt ngựa, không để lên tượng 3 tấn 5 được đâu các bạn nhé. Tượng 3 tấn 5 là con mã biên nó bị công kích, con mã 1, do vậy mà phải đi tượng 7 tấn 5. Tiếp tục là bình 5 tấn 1. Bình 5 tấn 1 lao ngựa bắt xe bắt ngựa và xe 7 tấn 3. Đến đây thì đặng cửu Tùng Lân có thể cụ thể hóa ưu thế bằng nước cờ mã 4 tấn 3 ăn cây. Tuy nhiên nếu như đi phương án đó mà để giành chiến thắng trong trận đấu này là cũng là ưu thế nhưng cũng chưa hề đơn giản. Và anh ta xác định
không ăn ngựa mà sẽ tìm cách nhất mã hoàn lượng tượng. Và tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn chính xác của Đặng Tiểu Tùng Lân. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Mã 4 tấn 5, voi 3 tấn 5, vật hất xi lên, tiếp tục vật. Vâng, được cờ rất bão, bỏ tượng nhưng dùng một mã ăn được một mã và hai tượng của đối phương. Quá khó khăn dành cho Hoàng Tuấn Dương rồi. Xe 7 thoái 3, đâm chiếu. Ở trong trường hợp này thì đối phương lên tướng. Tuy nhiên chúng ta hãy tìm hiểu xem nếu đi pháo thoái xuống thì sao. Nếu pháo 4 thoái 2, sọc pháo xuống, chạy ngựa về, chuyển xe sang, lên mã quỳ, giật chiếu. Đến đây là một hình cờ là mặc dù là đối phương là chưa mất cây, nhưng tôi nghĩ là hình cờ này là hình cờ có thể nói là không thể đỡ được. Quá khỏe dành cho bên đỏ. Tuy nhiên họ đã phạm một, để được chiến thắng hình cờ đấy thì phải diễn nhiều. Tuy nhiên họ đã chọn phương án tương đối sai lầm. Có lẽ là sợ bị ghim xe pháo vào, ghim con pháo vào đáy và dọa rút bất kể lúc nào, cho nên họ đã bị tướng 5 tấn 1. Và ngay lập tức là xe 3 bình 5. Chỗ này thì quá khó rồi. Nếu như pháo 4 bình 5, giật xe chiều, buộc phải về tướng đúng không ạ? Ăn xuống, thua chắc luôn. Còn nếu mà giật xe về thì đơn giản thôi. Pháo 9 hay 1, chết cây, không thể đỡ được. Đấy, đó là lý do mà đối phương không thể đi xe pháo 4 bình 5 được. Và anh ta buộc phải xuất tướng. Xuất tướng và phóng pháo xuống, đang dọa xe 8 tấn 1 chém thẳng xe vào tâm, tuyệt sát. Đến đây thì Hoàng Tuấn Dương buông cờ, lân đi ra. Và đúng lúc đó thì phía bên của bàn cờ của Campuchia, lão tướng Triệu Như Quyền cũng đã giành chiến thắng trước kỳ thủ Dương Thiên Nhậm rất mạnh của Malaysia. Và Việt Nam lên ngôi vô địch với bằng điểm với Malaysia và hơn hệ số. Lúc này thì cả đoàn Việt Nam đã nhảy sổ vào ôm lấy nhau để ăn mừng một cái nội dung có thể nói là quá là khó khăn dành cho chúng ta, sau khi chúng ta có thể nói là mua dây buộc mình với những cái trận thua của Đặng Cửu Tùng Lân khi anh ốm yếu trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn. Và giành chiến thắng trong trận đấu này thì Việt Nam đã giành được chiếc huy chương vàng thứ hai quý giá về cho đội tuyển ở nội dung cờ chớp. Chúng ta đã không có may mắn khi mặc dù đã chiến thắng nhà vô địch Singapore với tỷ số 4-0. Và mặc dù có điểm số rất là cao, nhưng chúng ta mặc dù bằng hệ số của họ, nhưng chúng ta đã bị xếp dưới họ do là có nhiều hơn họ một trận hòa và kém hơn họ một trận thắng. Kết quả cuối cùng, Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Thứ nhì là Singapore với 2 vàng, 1 bạc và 2 đồng. Và Việt Nam đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ trước khi tham gia thi đấu, trở thành đội dẫn đầu toàn đoàn ở nội dung cờ tiêu chuẩn và vượt chỉ tiêu với một huy chương vàng trong tình trạng gặp rất nhiều sức ép của khán giả cũng như giới truyền thông trước khi giải đấu diễn ra. Và giải đấu chương trình review này cũng của tôi cũng xin được khép lại chương trình review các trận đấu của SEA Games. Sắp tới thì ngày hôm nay thì tôi vẫn đang ở Phnom Penh và ngày mai, tức là ngày 17 sẽ bay trở về Sài Gòn và ngày 18 sẽ có mặt tại Hà Nội để tiếp tục đi trong đam mê cùng quý vị khán giả các bạn. Thay mặt ban huấn luyện và các kỳ thủ tham gia SEA Games, một lần nữa xin được cảm ơn sự cổ vũ, động viên của đông đảo các nhà tài trợ, đông đảo quý vị khán giả và các bạn. Được sự ủng hộ của các bạn, chúng tôi đã có một giải đấu thành công và hy vọng tất cả chúng tôi, những kỳ thủ và ban truyền thông đã đem lại được niềm vui đến cho quý vị khán giả các bạn và xứng đáng với lòng tin yêu của mọi người. Xin từ đáy lòng xin được cảm ơn mọi người lần nữa và xin hẹn gặp lại các bạn ở những giải đấu mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Chung cờ đấn từ Phnom Penh, Campuchia.